Nếu các bạn cần tìm một chiếc xe tải van đi trong phố, chiếc xe xịn nhất trong năm 2021, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó chính là xe tải van SRM930, phiên bản kỷ niệm 7 năm ra mắt thị trường của Đông Ben, là cái con xe mới hoàn toàn như thế này. Đây là phiên bản toàn diện nhất mà mình đánh giá nó tốt trên mọi mặt, và là cũng xứng đáng với cái giá cao nhất ở trên thị trường, trừ Suzuki Van. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình, Shinrei Moto Mỹ Đình. Hôm nay mình có một cái chiếc xe SIM X30 phiên bản 2 chỗ hoàn toàn mới của Đông Ben, xin được trân trọng giới thiệu đến cho các bạn. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm kỷ niệm 7 năm ra mắt ở Việt Nam của dòng sản phẩm này, nên là nó ra đến 7 đời rồi. Và cái đây là cái phiên bản thứ 7, phiên bản 2021. Nó có những cái điểm mới, mà nó có những cái cải tiến mới mà nó kế thừa từ những cái sản phẩm cũ để nó trở thành một chiếc xe tốt nhất. Thì mình với các bạn hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cái điểm đó. Ở đây cái logo là cái mới đầu tiên, cái logo đỏ không bao giờ bị rơi như những cái phiên bản cũ nữa. Những cái phiên bản cũ thì cái logo này đôi khi nó sẽ đi lạc mất, và cái logo mới này nó được chắc chắn hơn rất nhiều, và nó được gắn phải gọi là tuyệt vời trên cái capo này. Đây là cái chiếc xe mà có thể nói là chiếc xe tàu nhưng có một cái logo xịn. Xe tàu nhá, nhưng có một cái logo xịn. Đó chính là cái phiên bản mới của cái sản phẩm 30 này. Đằng trước vẫn là tất cả những cái quen thuộc mà chúng ta đã gặp ở trên đường rất nhiều. Đó chính là cái cụm lốc gió của những chiếc xe BMW như thế này. Rồi là đèn gầm này, đèn phá sương mù. Cái đèn phá sương này thì mình cũng đã từng làm một cái clip nướng trứng bằng cái đèn phá sương này rồi. Thì cái phiên bản 2021 là kế thừa cái điểm đó, và sẽ cho các bạn hoàn toàn hài lòng khi chúng ta đi trên đường mà chúng ta gặp sương mù. Cụm đèn pha bằng bi xê lông, sáng, xịn, tiết kiệm nhiên liệu, chiếu sáng những chỗ cần sáng và chiếu tối những chỗ cần tối. Đấy, đây chúng ta có cái đèn COS bằng halogen như cũ thôi. Đấy, chỗ bắt biển này đã được thay bằng cái này ngày trước thì là nó bằng sắt thôi. Nhưng bây giờ nó thay bằng đồng này, các bạn nhìn này, sáng loáng, vàng như vàng ta luôn. Đấy thì nó sẽ đẹp hơn, bền bỉ hơn rất nhiều. Ở bên này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái logo động cơ theo chuẩn khí thải Euro 4. Thực tế ra cái sản phẩm này đã được lên đến Euro 5 rồi, nhưng mà nhà máy thích đặt nó thành Euro 4 và mình dán cái logo Euro 4 ở đây. Nhưng thực tế ra cái động cơ này đã được Euro 5 rồi. Ở đây là đèn xi nhan bên hông này, gương vẫn như cũ. Đó, chúng ta có một hệ thống tay nắm cửa mạ chrome, xịn hơn so với phiên bản 2020, xịn hơn ở những cái điểm. Thứ nhất nó dày hơn, chất lượng cao hơn. Và bình thường ở cái phiên bản 2020 ấy, các bạn quẹt qua này nó gây ra xước này, nó sẽ bị mất cái lớp chrome này. Nhưng cái bản mới này nó không bị nữa. Đấy. Một cái điểm mới tiếp đó chính là cái logo SAM được gắn ở dưới cái biển, ở dưới cái lốp như thế này. Nó khiến cho chúng ta cảm giác một chiếc xe nó xịn hơn, nó cao cấp, nó đắt tiền hơn. Sẽ có những cái phiên bản mà limited mà bên mình có làm cái la răng khác, la răng đẹp hơn, chất lượng hơn. Thế nhưng mà đây là cái phiên bản bay của nhà máy thì nó chỉ có như thế này thôi. Ở phần bên chúng ta, khi mà các bạn mở xe ra, các bạn sẽ nhìn thấy là cái hệ thống khoang hàng rộng nhất phân khúc. Mình khẳng định luôn đây là cái sản phẩm xe tải van có một cái khoang hàng lớn nhất trong tất cả các chiếc xe tải van đang có ở trên thị trường. Với cái kích thùng hàng chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m460 và chiều cao là 1m2. Đây là một trong những cái chiếc xe mà nó sẽ chở được rất nhiều hàng, chở được nhiều hàng nhất. Cái xe này mà các bạn còn chê nó bé thì không có cái xe nào trên thị trường to hơn cái xe này cả. Tôi chỉ bé hơn thôi. Đằng sau vẫn là cái logo xịn sò, đó chính là cái logo SRM xịn sò như này. Và điều đặc biệt là nó không thể rơi được như cái phiên bản 2020 trở xuống. Đấy, logo cũ thì nó chỉ có chữ Đông Ben là dán liền đây này. Đấy. Và đôi khi là các bác đi trên đường thì thấy một ngày đẹp trời nó rơi mất. Như cái phiên bản này là đẹp hơn, cứng cáp hơn, nó đẹp hơn, chuẩn chỉ hơn. Đằng sau này chúng ta sẽ có một hệ thống cảm biến nùi. Đấy, cái phiên bản mới nó sẽ có cái cảm biến nùi này. Đó.
rồi nó sẽ có thêm một cái camera chính hãng, camera của nhà sản xuất luôn nha, không phải camera mình lắp thêm. Chúng ta vẫn có những thứ rất quen thuộc của chiếc xe X30. Mình mở ra cho bạn xem khoang hàng này. Đấy, khoang hàng với cái kích thước lớn nhất phân khúc, và nó có một cái lót sàn dày tới 3 ly. Đấy, dày tới 3 ly. Đây, các con ốc này các bạn nhìn này, chỉ có Đông Em mới làm được những điều như này thôi. Những con ốc mà để tháo lốp sau sáng loáng không bị gì. Đấy, đây nữa này. Đấy, những cái xe khác như Kenbo hoặc là Photon hoặc là TMT, đôi khi những cái điểm nhỏ nhặt như này họ làm chưa chuẩn như Đông Ben đâu. Ok, mời các bạn vào khoang cabin, chúng ta sẽ cùng xem. Thì cái xe này là sử dụng cái động cơ 1.5 lít sản sinh ra 80 kW ở 5.200 vòng quay trong 1 phút. Ở cái vòng tua thấp mà đã đạt được cái công suất cực đại, nó khiến cho cái sản phẩm này tiết kiệm nhiên liệu hơn tất cả những chiếc xe đang có trên thị trường. Đấy. Nó cũng khỏe nhất trong phân khúc nữa, máy 1.5 mà, các xe khác nó chỉ máy 1.2, 1.3 thôi. Chúng ta có một cái ghế 3D xịn như xe con. Kenbo làm gì có cái này, Photon cũng làm gì có, TMT cũng không có luôn. Đấy, chỉ có Đông Ben mới có cái ghế da 3D như này thôi. Đây là phiên bản 2021 nha. Cabin với cái nội thất hoàn toàn mới, nên là nó tới từ cái mặt này này. Bạn nhìn cái mặt gan lăng này, nó mới hoàn toàn, nó mạ chrome sáng loáng này, xịn này. Nhìn vào đã biết đắt tiền này, nhìn vào đã biết là nhà nhiều tiền. Nó không như Kenbo. Kenbo các bạn mở ra các bạn nhìn thấy là nó là xe rẻ tiền. Nhưng Đông Ben thì khác, mở ra nhìn vào là thấy nó đắt tiền. Nó đắt tiền ở cái màn hình này. Mở nó lên cho các bạn xem nha. Trước đây với Đông Ben ấy, thì mình vào lần đầu tiên thì thấy nó có một cái logo, nó chả phải là logo Đông Ben. Nhưng mà bây giờ nó đồng bộ từ A đến Z đây. Vô lăng cũng là logo SIM. Đấy, màn hình cũng logo SIM, mọi thứ rất đầy đủ đó. Ở đằng này các bạn sẽ nhìn thấy này, mạ chrome hết rồi nha. Trong này là các cái hệ thống đồng hồ cabin rồi tất cả mọi thứ. Thì cái xe này vẫn sử dụng cái động cơ 1.5 thôi như mình vừa nói đấy. Thế nhưng mà nó được nâng cấp hơn một chút so với đời 2019 và 2020. Thì cái động cơ này bền hơn, tốt hơn rất nhiều. Thì những cái chiếc xe mà của Đông Ben được bán từ năm 2019 trở đi ấy, thì cái tỷ lệ hỏng hóc nó đã ít hơn rất nhiều so với phiên bản cũ rồi. Thì các bạn có thể hiểu rằng là những cái chiếc xe Đông Ben này bán ra thị trường tại vì nó bán nhiều nhất, nó bán nhiều hơn tất cả những chiếc xe khác đã có thị trường. Vì vậy là khi bán nhiều nhất thì các bạn sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Thứ nhất là nó sẽ hỏng, tỷ lệ hỏng nó rõ ràng nó sẽ hỏng nhiều hơn so với những cái sản phẩm bán ít trên thị trường như Kenbo hay là như Photon. Thế nhưng mà bản chất nó là xe tốt, với cái mức giá nó cung cấp ở thị trường là xe tốt. Thì với cái phiên bản mới này nó cũng đã ít hỏng hóc hơn rất nhiều rồi. Thì mình nghĩ rằng đây có thể là những cái chiếc xe mà tải van, mà nó gọi là ông vua tải van ở thị trường Việt Nam. Đấy, các bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987733322. Mình khẳng định đây là xe tốt, xe xịn, xe chất lượng. Đời 2021 này quên sầu luôn với cái mức giá nó đem lại cho các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.